Đây là tiếng nói Việt về sản phát sóng từ Phú Xuyên, Hà Nội. Thưa các bạn, hôm nay tôi lại nói thêm một cái chủ đề về có nhiều cái cá nhân, có nhiều cái nhân vật tại hải ngoại tố cáo ông Đào Minh Quân. Cái nhân vật Đào Minh Quân này, rất là nhiều người ở trong nước nhắn tin hỏi Emily là cái nhân vật này là ai? Có đáng tin tưởng hay không? Emily đều từ chối trả lời về người này, bởi vì thật sự tôi không có biết về ổng. Tôi không biết ổng, tôi không biết nhiều về ổng, và tôi không can thiệp ổng. Và tôi ủng hộ hay là tôi phản đối ổng, tôi phải nhìn thấy những cái việc ổng làm cụ thể, sau đó tôi mới bắt đầu tôi nói. Còn khi mà tôi chưa biết cái gì, tôi sẽ không nói, tôi sẽ không ý kiến. Thì sau khi tôi chờ đợi những cái việc ổng nói là ổng mang quân về để mà khôi phục Việt Nam Cộng Hòa, để mà đánh Cộng sản đó, tôi chờ còn ông làm cái gì? 2 năm rồi. Từ sau cái sự việc của chú Thả bị bắt, bị bỏ tù, tôi liên lạc với bé Thảo, tôi chưa nghe bao giờ mà tổ chức của Đào Minh Quân giúp đỡ gia đình của chú Thả một chút gì, ngay cả một cái lời hỏi thăm cũng không có. Sự việc của anh Tấn bị cắt cổ ở dưới Long An, Vĩnh Long cũng liên quan tới cái nhóm đó, và tôi cũng không nghe tổ chức của Đào Minh Quân giúp đỡ vì cho gia đình của họ. Tôi nói luôn như vậy, tôi muốn phản đối một nhân vật nào, tôi muốn phản đối một tổ chức nào, tôi đều phải suy nghĩ rất là kỹ và tôi phải tìm hiểu nhiều rồi tôi mới dám nói. Tại sao bây giờ tôi công khai và tôi chửi cái đúng cái tổ chức khốn nạn của ông là bởi vì sao? Cái gì mà làm được rồi hãy hứa. Dân Việt Nam bây giờ giống như những người mà sắp chết đuối vậy, đã sống với cái tuổi sự cai trị của tụi tà quyền là đã khổ lắm rồi. Trước đây thì ông Đào Minh Quân thì chúng ta đều biết là ông Đào Minh Quân là hiện nay là vừa rồi lại xưng là tổng thống cái quốc gia lâm thời Việt Nam. Thế sang năm 2019 thì ông vừa ra một lời kêu gọi, và ông nói rằng năm 2019 là cái năm mà làm cái cơ hội cuối cùng để toàn dân Việt Nam đứng lên lật đổ chế độ Cộng sản. Trước đây thì chúng ta thấy vẫn thường nghe ông Đào Minh Quân nói rằng là năm 2000, năm 2010, 2014, 2016, thì sau này đến năm 2018 là Cộng sản chế độ, năm 2014 thì chúng ta 16 thì chúng ta sẽ về diễu binh tại Sài Gòn, vân vân. Thế đến nay là 2018 rồi. Kết thúc rồi, và hôm nay là ngày 8 tháng 1 năm 2019. Thì ông vừa qua thì ông lại hô hào rằng là năm 2019 là năm 2019 là cái năm cuối cùng mà chúng ta sẽ vùng lên và lật đổ chế độ Cộng sản. Đấy. Thế và ngày càng nhiều cái cá nhân, mặc dù những cái cá nhân này trước đây là cũng nằm trong cái tổ chức của ông Đào Minh Quân này, nhưng bây giờ người ta đã thấy được cái bộ mặt bị ổi, cái bộ mặt lừa đảo bị bợm của ông Đào Minh Quân, cho nên người ta đã xa rời và tố cáo trở lại. Trước đây tôi cũng đã nói với các bạn, đó là ông Huỳnh Thanh Hoàng, Lê Sa Phạm, rồi cả Phạm Văn Thành cũng trong cái tổ chức Việt Tân, rồi Nguyễn Đình Ngọc Khạch, vân vân, và cả ông Nguyễn Hữu Chánh cũng là một cái tổ chức chống cộng, hiện nay cũng xưng tổng thống, ông Nguyễn Thế Quang, vân vân, có rất nhiều những cái tổ chức cá nhân. Hôm nay tôi muốn nói đến hai cái nhân vật, đó là cái nhân vật thứ nhất, đó là nhân vật là Emily. Và Emily trước đây là cũng nằm trong cái gọi là cái tổ chức của ông Đào Minh Quân, thì cũng là trong cái hội của Đảng Việt Tân. Thế thì Emily là ai? Emily tức là một cái cô gái này, sinh năm 1984, hiện nay là công dân Mỹ, có người mẹ là một dược sĩ tại Biên Hòa, và bố là sĩ quan thủy quân lục chiến, hiện nay đã về hưu cả bên California. Thế và cô Emily này là theo đạo Thiên Chúa giáo và là một cái tín đồ cực hữu, và cô ta có liên hệ rất chặt chẽ với những tổ chức chống cộng ở bên Canada và Hoa Kỳ. Cô ta đã có nhiều hoạt động chống phá biểu tình trước cái đại sứ quán của Việt Nam tại Hoa Kỳ, và kêu gọi kích động biểu tình
có nhiều cái bài viết, bài nói xuyên tạc về đường lối và tình hình đất nước của nhân dân Việt Nam chúng ta. Năm 2016 thì có một lần là cô ta có đi du lịch sang Việt Nam trong cái đoàn cái công ty gọi là Nét Đẹp Việt của ở Hà Nội, ở chỗ phố Hai Bà Trưng có tổ chức cho cái đoàn tham quan du lịch ở Việt Nam, gọi là cái chuyến tham quan là Nét Đẹp Việt. Nhưng mà khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì cô Emily này là biến mất của đoàn, và cô ta đó, theo lực lượng an ninh biết cho biết là cô ta đã về cái giáo xứ Thọ Hòa ở cái chỗ Đồng Nai đó, thì vào cái nhà của ông Nguyễn Duy Tân. Ông Nguyễn Duy Tân thì chúng ta đều biết là một cái cha linh mục là chuyên môn truyền tạc và chống phá đường lối của Đảng và Nhà nước. Đấy. Thế thì cái công ty du lịch này người ta phải sau khi mà biến mất và không máy không liên lạc được thì người ta đã báo cáo với bộ cái gọi là cái cục xuất nhập cảnh của Bộ Công an, thì người ta và người ta lên tiếng và người ta nói rằng là người ta sẽ không chịu trách nhiệm về cái tính mạng cũng như là tất cả những cái thân nhân của cái cô Emily này nữa, và cô Emily có thể bị bắt giữ bất cứ lúc nào bởi vì đã cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, vì cô ta cái hộ chiếu và cũng như là cái visa của cô ta là không theo cái sự quản lý của đoàn du lịch, cho nên là không còn giá trị. Đấy, thì cô ta đã đi vào cái xứ Thọ Hòa, thế và sau đó là ra cái chỗ cái giáo xứ Phú Yên của cái ông Đặng Hữu Nam mà còn giáo đấy, sau đó là ra Vinh Tây Hợp và gặp Nguyễn Đình Thục. Thì chúng ta biết tháng 3 năm 2017 thì là 16-17 là cô ta là bắt đầu là vào 2017 vâng, đúng 2017 cho 2016 thì cô ta là cái ông Nguyễn Thế Hợp là sang bên Hoa Kỳ để mà ta gọi là cầu viện ngoại bang đấy. Thì sang đấy thì có gặp gỡ và những cái thành phần chống cộng ở bên Hoa Kỳ, và cái tổ chức Việt Tân lại cử cô Emily này sang bên Việt Nam để tăng cường lực lượng để chống phá. Cô ta đã mang rất nhiều tiền vào để chi cho những cái phần tử chống đối an ninh Việt Nam, đã chúng ta đã có nhiều bằng chứng chụp được ảnh là đưa các tiền cho Nguyễn Đình Thục tại cái giáo xứ sông Ngọc ở Quỳnh Liêu Nghệ An đấy, và một số cái giáo dân ở trong Phú Yên này, chúng ta đã có những cái bằng chứng như vậy. Thế thì thưa các bạn, là sau đó thì là cô ta là kêu gọi và kích động biểu tình. Chúng ta biết là năm 2017 là xảy ra rất nhiều những cuộc biểu tình và những cái bài viết xuyên tạc đường lối chống phá của Đảng và Nhà nước. Sau đó cô ta vừa rồi là cô lại viết những cái bài xuyên tạc về cái luật an ninh mạng và cái luật đặc khu. Cô nói rất là nhiều. Tôi nói như các bạn như thế. Nhưng mà cô ta đã khi mà về Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là cô cũng là thất vọng, bởi vì là nhiều bà con chúng ta, nhân dân chúng ta đã giác ngộ trước những cái âm mưu thủ đoạn của những cái kẻ chống phá, cho nên người ta thờ ơ và người ta quay sang người ta đã phá lại. Thì cô ta đã có những cái lời gọi như là nức nở, không nói là khóc nhưng mà cũng như nức nở, rồi là như là tuyệt vọng, và cô nói là có thể như là cô có thể là bỏ rơi đấy mà như thế. Thế và trong một cái trang viết thì cô ta có nói cái chuyện là cô tố cáo ông cái Huỳnh Quốc Huy. Quốc Huy là chắc là lừa tình lừa tiền như cô ta, nhưng mà cô tố cáo thì người ta thấy như là đời sống về cái cá nhân của cô này cũng không phải là cái người trong sạch, cũng không phải là cái người đàng hoàng, hay là nói như vậy. Thế vừa rồi là cái cô này là cũng lên tố cáo cái ông Đào Minh Quân. Tố cáo ông Đào Minh Quân là một cái dạng là lừa đảo bịp bợm, không làm cái gì cả. Cái người thứ hai, cái nhân vật thứ hai là Mã Tiểu Linh. Tôi xin nói ông cô Mã Tiểu Linh. Cô Mã Tiểu Linh thì hiện nay cũng là công dân Hoa Kỳ. Đây là cũng là cái thế hệ thứ hai con của một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Và cô ta là hiện nay đang sống ở bên Nam California, California. Và cũng gần cái nhà của
ông Đào Minh Quân, cho nên là cô ta biết rất rõ về ông Đào Minh Quân này. Đấy, xin nói các bác. Thế và năm tháng 4 2 năm 2017 thì cô Mai Thu Linh là trong một cái vai từ thiện đi về Việt Nam, cũng là theo cái lệnh của cái bạn Việt Tân này để mà tăng cường lực lượng chống phá cái đất nước chúng ta. Thì Mã Tô Linh là có nhiều bài viết. Cô này là đi từ Thanh Hóa, Vinh rồi Đà Nẵng, Huế rồi đi vào đến tận Mỹ Tho đi gọi là tài đi gọi là làm từ thiện thì những cái gọi là những em bé bị bệnh đau đó, bệnh đau. Thì da bệnh đau này là cái chất độc màu da cam mà gọi là dioxin, mà cái do Mỹ đã giải thôi. Nhưng mà cô ta là lấy trong cái vai để mà, nhưng mà thực ra đấy là một cái trong cái vai thế thôi, chứ còn cô ta thực tế là đến để móc nối và kích động biểu tình và chia sẻ để mà ta gọi như là trao đổi cái kinh nghiệm để mà kích động phá hoại biểu tình. Cô ta có nhiều bài viết. Thế thì cô ta đã bị lực lượng an ninh là chỉ điểm và tạm giữ để mà làm rõ cái hành vi chống phá, thu giữ nhiều cái tài liệu chứng cứ bằng chứng để mà cái mình cô là phạm được phải nào. Nếu như và chúng ta biết rằng là bất cứ một cái công dân nước nào mà bị phạm luật, phạm tội ở trên đất nước khác cũng đều bị bắt và xử lý. Giống như là chúng ta biết là Minh Béo ở Việt Nam, chúng ta sang bên Hoa Kỳ mà phạm tội là cũng bị Hoa Kỳ người ta bắt ta xử. Chứ không phải là, nhưng mà khi mà cô ta bị giam giữ thì là lập tức tất nhiên là các tín hiệu liên lạc từ Mã Tấu Linh với một số những cái nhân vật chống cộng ở ngoài hải ngoại là bị mất liên lạc. Và bắt đầu tố cáo là nhà nước Việt Nam bên đấy là nó biết ngay và nó tố cáo Việt Nam là bắt giữ rồi là mất tích rồi thế này thế khác, và nó bảo là Việt Nam là vi phạm nhân quyền bắt giữ công dân Mỹ. Thì ở đây tôi cũng nói rằng là đây là đất nước Việt Nam, đây là chủ quyền Việt Nam, anh vi phạm luật pháp trên đất nước Việt Nam, chúng ta có quyền bắt giữ, chứ còn không có công dân nước nào cả. Không phải công dân nước Mỹ là công dân là số 1, không phải công dân Việt Nam là công dân số 2, không phải, tất cả đều là bình đẳng hết cả. Chúng ta phải nói khẳng định với nhau thế. Công dân Việt Nam và công dân Mỹ cũng như nhau. Anh đừng có lấy cái công dân Mỹ lên đây để mà Mỹ là không là cái gì đối với chúng tôi. Đối với chúng tôi, có cho cái công dân Mỹ chúng tôi cũng tham nhập vậy. Tôi nói như thế. Có cho tôi cũng không tham đến. Tôi khổ thì khổ, tôi sống ở đây thì chứ. Có sướng Mỹ chúng tôi không sang. Tôi nói thẳng như thế. Nó nói như thế. Cho nên đừng có lấy cái dơ cái công dân Hoa Kỳ ở đây mà dọa chúng tôi. Tôi nói như thế, các bạn như thế. Thế thì Mã Tấu Linh này thì là nó cái tên thực tế là Khiếu Hiển Diên, tên thật nó là thế, nhưng mà cái tên Facebook của nó là Mã Tấu Linh. Thế thì cô ta đó thì là cũng giống như là cái cô Trăng Lê và cái cô Lisa Phạm, ngày nào cũng có những cái livestream để mà nói xấu, nói rồi là xuyên tạc cái gì đất nước. Nhưng mà tôi thì tôi xem một số những cái bài viết của Mã Tấu Linh này thì tôi thấy cô này là cô có trình độ. Cô này chứng tỏ là cô này học, nhưng mà bên cạnh đó trong cái chiều sâu, trong những cái góc khuất thì tôi lại thấy cô này là có một đời sống riêng tư, thì nó lại gọi là như là hạ đẳng. Bởi vì thế này, có nhiều cái bài viết của cô ta chửi bới nhau trên mạng, chửi là chửi một cái nhân vật khác thôi chứ không phải là chửi, rất là tục tĩu. Tôi xin đọc một vài cái ta gọi là cái cô viết trên cái comment hay là cái messenger ấy, cô nói thế này. Tức là cô có chửi một cái nhân vật tên là Cathy là Việt kiều Úc, có chồng tên là Henry, mà Henry này ngày xưa là người bồ hay người tình của cái cô đi. Cô Mã Tấu Linh này, cái bồ. Thì cô ta mới viết thế này: mà đàn ông tiểu nhân mấy thằng 43 tuổi đều ế vợ, khi yêu nó khi yêu mình thì nó bảo em mà bố anh là em chết. Đây là cái lời của cô Mã Tấu Linh viết như thế. Khi mình cảm thấy nản vì bị biểu của nó thì mình trốn chạy nó thì nó tìm cách giết mình. Và bây giờ nó lại sống rất đàng hoàng với một con mẹ mới, con gậy mới. Tao mà chết thì tao sẽ hóa thành con ma, tao đứng đầu đường mày, tao xem chúng mày hạnh phúc như thế nào. Ha 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 ha. Đấy.
Thế và cô Mai Tú Linh này còn cô lại có một cái comment chửi cái cô chị Lan Hoàng, tức là chắc là tôi nghĩ là Hoàng chị Lan hay là Lan Chi gì đấy, đây tên là viết không có dấu. Chửi thế này: cái con mẹ già hôi nách này, tại sao mày đánh Việt Khang, đánh phá Việt Khang. Việt Khang này chúng ta đã biết là nhạc sĩ Việt Khang mà có một cái bài hát là Việt Nam từ lâu, và các bị như vậy, và thì đây là nó như vậy. Thì ta thấy là Mai Tú Linh là có một thành tích chống cộng rất là bất hảo, rất bất hảo, kích động biểu tình và cũng đã biểu tình tại cái văn phòng OCHA ở bên Hoa Kỳ, và khi đã mang tiền về hỗ trợ, là cô Mai Tú Linh là một trong những lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Thì hiện nay thì kể cả Mai Tú Linh và kể cả là cũng đang chửi bới Đảng Cộng sản. Chửi bới Đảng Cộng sản. Xin mời các bạn xem một cái đoạn video clip để cô Mai Tú Linh này cô nói với ông Đảng Cộng sản như này. Đấy, thưa các bạn, đấy là cái lời cô Lý Gia Phạm, cô cô Mai Tú Linh, là đây là cũng là đồng bọn với nhau là tố cáo. Cho nên qua đây chúng ta thấy hai cái clip, một là của Emily và cô Mai Tú Linh này là đều tố cáo ông Đảng Minh Quân là cái tổ chức không có thực lực. Vâng, thưa các bạn. Để tôi nói cho các bạn biết là, cho nên là chúng ta thấy là cái tổ chức của Đào Minh Quân là cái tổ chức là tào lao bí đao, không có một thực lực gì, chỉ là lừa đảo thôi chứ không có gì cả. Trong suốt 2 năm trời, cô Emmy nói là không thấy Đào Minh Quân làm cái gì cả, không biết làm cái gì cả, chỉ có suốt ngày hô hào biểu tình và không làm gì cả.